Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Thế Sơn Toyota. Rất mong anh chị hãy bấm nút like, đăng ký để ủng hộ kênh và cập nhật những thông tin về thị trường ô tô cũng như các chương trình khuyến mại trong tháng. Toyota 6000 trong Vios 2020 quyết tâm giữ vua dân số, từng thừa nhận bảo thủ trong phát triển sản phẩm. Một lãnh đạo Toyota cho biết tất cả nhằm đem đến sự ổn định, tin cậy cho người dùng. Tại thị trường Việt Nam, Toyota đã thành công với triết lý đó ở nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Vios là một điển hình. Trong nhiều năm có mặt trên thị trường, Vios được đánh giá là mẫu xe ít trang bị hơn, nhiều so với đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, ở phân khúc có sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ, bằng một cách nào đó Vios lại đứng đầu phân khúc về số xe bán ra, bất chấp việc đối thủ thường xuyên có nâng cấp, cập nhật tính năng. Vios nhiều năm gần đây không lung lay vị thế vua dân số. Theo chuyên gia trong ngành, hiệu quả về công năng sử dụng, các trang bị đủ dùng cùng tính kinh tế đã giúp Vios có được một ngôi vị số 1 phân khúc, nơi có tập hàng khá lớn làm kinh doanh dịch vụ. Trong 5 năm gần đây, Vios liên tiếp tăng trưởng doanh số. Năm 2014, xe đem cỡ B tiêu thụ tổng cộng 9.187 chiếc. Kết thúc năm 2019, con số này đạt mức 27.180 chiếc, cao nhất toàn thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp ô tô đã khiến hãng xe Nhật Bản có nhiều thay đổi thời gian gần đây. Nhiều sản phẩm mới của Toyota toàn cầu khoác lên mình sự thay đổi tích cực, cả về kiểu dáng lẫn trang bị. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều sản phẩm của hãng xe Nhật Bản đã thoát khỏi định kiến xe nghèo trang bị, thiết kế tẻ nhạt như Fortuner, Camry hay gần nhất là Vios 2020. Toyota tung ra Vios 2020 với nhiều tính năng trang bị nhất từ trước đến nay. Loạt tính năng mới giúp Vios đáp ứng cao nhu cầu của người dùng, đồng thời cũng là cách tạo ra sự cân bằng với các đối thủ về trang bị. Đặc biệt, xe đem cỡ B, Nhật Bản không thay đổi về giá bán so với trước đây. Phiên bản Vios G-CVT trang bị ga tự động, Cruiser Control, cảm biến tốt trước sau và camera lùi. Đây là những tính năng hỗ trợ giúp người lái thuận tiện hơn khi di chuyển trong phố hay đi đường trường. Trên phiên bản G và E-CVT, hệ thống thông tin giải trí đều hỗ trợ đầu DVD, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đây đều là nâng cấp so với thế hệ cũ. Ngoài ra, nội thất phiên bản E-CVT trở nên cao cấp hơn khi ghế nỉ được thay thế bằng ghế da. Đối với phiên bản EMT nhắm đến khách hàng kinh doanh dịch vụ, Toyota cũng thực hiện nhiều nâng cấp tương tự. Do đó, người dùng sẽ hưởng lợi với hệ thống DVD, camera lùi, phanh đĩa sau, gương chiếu hậu gập điện, ghế da simili, đèn sương mù. Toàn bộ phiên bản mới Vios 2020 đều trang bị tiêu chuẩn với hệ thống an toàn 7 túi khí. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật cung cấp thêm lựa chọn phiên bản EMT và ECVT trang bị 3 túi khí với giá thấp hơn 20 triệu đồng so với bản 7 túi khí. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 4455. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.